Bây giờ cả bạn sẽ cùng đoán màu đồ lót của người khác giới. Anh hơi gì nữa mà mày test tốt. Tổ quốc yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Rồi tốt. Hello. Chào mừng quay trở lại cùng với. Hôm nay ăn gì? 4 giờ chiều rồi. Ăn gì đây? Ăn nhậu. Bà đó bà. Công nhận là dạo này channel của mình quá trời, tiếng nó tối là phù đầu thức rồi mà sao lại đạt. Ừ đúng rồi thôi, tại các bây giờ ít hẳn thôi, không biết hồi nãy rồi. Em là màu trắng luôn nè. Nên là không có thời gian mà tụ tập với nhau luôn á, nên là tôi chán để sợ luôn á. May sao mà hôm nay tụi ta làm sớm này, mới kêu gọi mấy bà ra đây để á tụi mình á ôn lại chuyện xưa. Thôi đó nha, hôm nay là được tăng làm sớm á, 4 giờ chiều đã được ngồi ở đây chưa? Rồi và đây là một cái quán tiếp theo trong cái tuyển tập quán nhậu quận mình mà bọn mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn viewer của hôm nay ăn gì. Đó, một cái địa chỉ quen thuộc của S-Channel. Tại vì mới phát hiện dạo gần đây thôi và đúng gu tụi mình luôn là kiểu ăn lồng rán á, xong rồi uống rượu mơ á. Mấy cái ngày mà trời Sài Gòn mà kiểu mưa, ôi trời ơi, nhức cái nách. Tiệm lồng xe điếu nằm ở 150-7-1 Nguyễn Trãi. Lên rượu. Đây, để tôi và Phan tưởng nhịn cho. Chùi ơi. Rồi, đang chút. À, và đặc biệt nha, ở đây á, thì thường mình thấy là chắc chắn là sẽ có bia rồi có rượu khác. Nhưng mà thường tụi mình khi mà đi ăn lồng á, sẽ uống với lại rượu mơ. Nhưng mà biết sao không, cái này là đúng kiểu Hà Nội nè. Đúng chuẩn kiểu Hà Nội nha mọi người ơi. Không, ăn lồng rượu mơ vô liền luôn. Đầu tiên cho mình chăm ha. 1, 2, 3, vô. Là mọi người biết sao, hôm nay trộm vía là trời cũng hơi mát mát á, cho nên bọn mình uống rượu mơ và cho nó ấm người lên, cho bọn mình nhậu là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn, ấm liền luôn á. Chén á. Vô nha. Ở đây thì tụi mình gọi ra vài món quen thuộc, nhưng mà chắc là mình sẽ ăn trước rồi review. Mình vừa ăn vừa review luôn. Quên. Rồi vô review. Ăn thôi. Ở đây không chỉ là làm đồ ăn ngon mà còn rất sạch, với những cái món như kiểu lòng rồi, những món mà khủ ngũ tạng như này á. Đúng. Là cần phải có mùi rất là sạch. Xử lý sạch á, cũng không bị mùi á. Rắn nõn nà luôn á. Quá ngon. Ngon quá ơi, giòn quá hả? Cái giòn mà nó ngọt luôn á. Cái dạ dày á, nó giòn gần sọt luôn mà không nghe cái mùi sai của lòng á. Còn cái dồi thì nó béo, ở trong á, huyết thì rất là đặc và có một ít mỡ nữa mình ăn á. Có độ khoảng nhầm giòn nữa. Một cái mẹt này thì nó mình thấy là có rất là nhiều. Và trong này có dồi này, có gan này, có tim này, lưỡi này, rồi cuống họng này, Phèo đó, dạ dày nữa. Rất là nhiều đó nha mọi người. Cho nên là ai mà ra quán này thì nhất định là mình nghĩ là nên gọi cái này. Tiếp nha, bây giờ chúng ta sẽ qua một cái món mình rất rất là thích bi. Mọi người ơi, mọi người phải thử là nóng đuôi. Nóng đuôi rất là ngon nha. Nóng đuôi là cái vị béo béo chắc chắn luôn. Cái chắc luôn. Nóng đuôi là cái phần đuôi của con heo. Nói tên gì không? Không, nó là phần cuối của cái đoạn ruột. Gần cái đuôi của con heo thì gọi là nóng đuôi. Trời ngon quá. Trời ngon chấn động. Oh my god. Ngon quá. Ngon chưa? Cái nóng đuôi nó giòn giòn nha, xong ăn với cái nước chấm nó chua chua, xong rồi nó thơm cái mè với lại cái lá chanh. Đúng rồi, cái nước chấm. Trời ơi, cái cảm giác cái vỏ ngoài nó y chang như là cái da heo quay. Sữa quay á. Đúng. Rồi, tôi nghĩ là bây giờ mình chuyển ra một cái món mà tên gọi quán đi. Đúng rồi. Lòng xe điếu. Cảm giác là nó rất là sạch sẽ và nhìn nó rất là dễ thương. Ở trong nó như một bông hoa nha mọi đúng người. Đúng rồi. Này. Nhưng mà trong lại lòng nãy giờ thì cái này là nhìn trắng trẻo sạch sẽ nhất. Trắng trẻo nha, rất là xinh xinh nha. Mà đúng là các món lòng á là kiểu mà hấp á, hấp hoặc luộc á là nó giữ nguyên được cái vị ngon gì đâu. Xong chấm với mắm tôm nữa. Uống đi. Mình ăn hơi nhiều rồi đó. Vô nha. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 uống. Trời ơi, sướng quá. Trời ơi, nó ấm hết đầu anh, bây giờ nó bừng luôn. Nè, uống mà xong rồi nó chạy một cái đường dây điện từ dưới đúng rồi trên dưới rồi. Nó đã nóng ra gì đâu á. Thôi, qua món tiếp theo. Một cái khai, một cái mẹt vàng ươm nha mọi người. Trời, nhìn nó thấy cay rồi đó, đứa nào cay là lòng sóc muối hồng công. Thử nha, uống như này là chấm với cái gì ta? Hình như là ăn vậy. Cái là vừa rồi mình kêu chấm thêm mắm tôm thì cũng được. Chúng mắm tôm chứ. Được. Giòn quá, giòn gụm. Nó cái có cái gia vị giống như là mấy cái món vịt quay của Trung Quốc á. Mọi người ơi, cái này á, cái tỏi phi ăn rất thơm. Chính xác. Trời ơi, bây giờ cái mùi tỏi rất thơm nha. Đúng là món nhắm rượu á. Chính xác luôn, nhắm rượu. Tự nhiên mình tự chọn quấy thôi, mình vô mình ngồi mình cứ khen hoài. Kỳ. Ngon quá mọi người. Không phải là tại vì đây là những cái quán nhậu ruột của tụi mình thiệt. Cho nên là món gì tụi mình cũng thích trơn á. 1 2 3 nốc. 2 3 nốc. 2 3 nốc. Nốc. Nốc từ kỳ quá mày.
10 điểm. 10 điểm. Rim nước mắm. Đây là một cái món mà rất là ngon ở quán này luôn, là mấy cái mà rim nước mắm đồ đó. Thiệt tôi nói với mấy bà, nước mắm đúng là cái thiệt bản sắc dân tộc tinh luôn. Túy của Việt Nam. Mới vậy bỏ cái gì vô rim nước mắm nó cũng ngon hết mấy bà. Lúc đầu á nhìn vẻ ngoài á có vẻ tưởng là nó giòn nhưng nó không giòn. Nó dai. Thật sự là lần trước bọn mình lên cái số đầu tiên bọn mình cũng khá là lo, bởi vì là không biết là cái sự đón nhận của các bạn khán giả của hôm nay thì như thế nào đúng không? Nhưng mà qua cái lượt comment của các bạn thì mình đã thấy là các bạn rất là thích cái chủ đề này. Thích đi nhậu, nhìn là biết là ai đi nhậu. Cho nên là bọn mình chắc chắn sẽ làm thêm nhiều quán nữa cho mọi người. Yên tâm nha. Rồi bây giờ tôi mời bà thưởng thức đến món giả cầy. Thực ra là cái này ăn ngon phải có tí bún nữa. Rồi mọi người lấy miếng bún cho bác nha. Rồi em chia đồ. Rồi phải cho bún cho bác nha. Nghe nội nhậu sao nè. Mình tưới miếng nước vào đây đó. Tưới thêm miếng nước hả? Tưới miếng nước vào cho nó mềm cái bún ra. Đó, mình lấy miếng này vào. Hay quá, kiểu như là miếng có măng luôn nha mọi người. Nhưng mà ở Hà Nội hay đi nhậu ăn giả cầy hả? Mà thậm chí là nhiều bữa nhá, ở nhà mẹ tôi nấu giả cầy cho cả nhà ăn luôn. Rồi cái nước húp á chị, ngon. Nước làm đậm đà vừa tới nha, xong rồi thơm cái mùi riền xả rồi. Mặn mặn nữa. Đậm đà. Không bị nghĩ quá. Mời các huynh đài chúng ta uống cạn chén rượu này. 1, 2, 3 vô. 2, 3 vô. 2, 3 uống. Tuyệt vời luôn. Rồi thì nói chung là như mọi người cũng đã biết rồi đó, trong cái những cái buổi nhậu để bọn mình có những người bạn không thể thiếu được. Người bạn vô hình không xuất hiện ngay từ đầu mà xuất hiện ngay từ khúc giữa clip. Đúng. Đâu, bạn đầu lôi bạn ra đi. U là trời. Trời ơi. Một bộ bài mới nha mọi người. Đây bài này đổi màu rồi. Bộ bài tên là U là trời. Bữa là bọn mình nói hay làm đúng không? Nay U là trời. Cái tập trước là khai thác kiểu đời tư, đời sống tình cảm. Còn cái này là chúng ta chủ yếu là uống. Cho nên là bạn nào mà đi nhậu mà thấy là mấy người mà hay kiểu ngày không uống rồi chơi cái game này nha. Diễn lại biểu cảm gì mép 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 của dùng nước bao hoặc uống. Trời ơi, cái gì dễ vậy. Mèo 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 đi chứ còn gì nữa. Mèo 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 mèo, con mèo ngu ngốc, con mèo hư hỏng. Trời ơi, cái giống nha. Nè, con này giống nè. Con này giống nhất, tôi thề luôn mọi người. Để tôi, giống là phải như vậy nè, tôi mà làm được là bạn uống. Em, tôi yêu em. Vậy mới giống nha má. Trời ơi, em nhìn bà luôn kìa. Trời ơi. Trời sợ quá. Tất cả những người đứng trong con hẻm mày đang nhìn lên gà hết. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm luôn bà. 10 điểm. Bạn bắt đi. Theo giọng. Đọc rõ 5 điều bác Hồ dạy, đọc sai hoặc hơi chết cha. Đọc luôn, đọc luôn tao. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Tôi nhớ là bà Linh uống. 2, 3. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn sự rồi, tốt. Tiếp, tiếp. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, yêu tốt thật thà dũng cảm. Yeah, Linh uống. Mẹ. Vô đi bé. Buông thả. Rồi, chúc mừng. Vậy hả? Để tôi sóc cho. Rồi. Ồ, thấy cái cờ 7 sắc cầu vồng tự hào sắc tổng đó nè. Cái lá này rất là hay nha. Bây giờ cả bàn sẽ cùng đoán màu đồ lót của người khác giới. Ai đoán sai thì phải uống. Đấy là ba người đoán của tôi. Em nghĩ là với một cái người mà chỉnh chu về ngoại hình như anh Huy thì nếu mà make dress code là màu xanh. Thôi mẹ ơi, thì anh Huy sẽ chọn một cái màu nào mà trùng với cái áo của mình, có thể là màu hồng chẳng hạn. Không có kịp nè, bà giữ tay lại đi tôi coi. Rồi đó đó. Nè tôi có ý. Ai tôi biết là anh Huy này không mặc luôn. Đó bây giờ mấy người cho mấy người đưa ra hai cái màu đó, tôi xong tôi sẽ xem là một trong hai màu đúng không? Đấy nha, mình phân đều ra đi những cái màu hay dùng của con trai đi. Đen, màu sáng, màu xanh navy. Bà xanh navy. Hay dở sao bà biết xanh navy? Tôi tính nói đen trắng thôi mà bà biết xanh navy luôn, ghê. Đấy là xanh navy những cái màu tối thì. Ê ghê quá à. Em xanh navy rồi đó, bà màu đen. Xanh navy. Sáng lông chuột. Đen. Cái nào đúng không? Sai, sau đó lại lần nữa. Vậy là màu sáng hồng neon. Tôi mạnh dạn đoán hồng neon nha. Có màu trong đó là được đúng không? Có màu có màu đấy là cái màu chủ đạo được. Vậy thôi lấy vàng. Vàng hồng rồi. Đỏ. Đỏ. Màu đỏ với trái. Sai tiếp. Đó là màu tối. Một màu rất là quen thuộc và giống. Màu be. Đây là cái màu mà tôi rất là thích. Màu be. Xanh lá. Màu mà anh Huy thích hả? Màu cháo lòng. Màu bí. Mỗi người lấy một ly rượu. Màu trắng. Tôi gọi là màu gì? Tôi gọi là màu xanh da trời. Cùng với màu áo. Vậy là anh Huy thật sự lựa màu quần nó trong giống màu áo. Thì cái đó sao tôi biết là đúng hay không cho coi cái coi. Nè đây nè, tôi bảo cái quần này nó cũng ngắn ở đây nè, thấy không? Đây. Trời ơi! Cái hình như nhà điên. Ủa? Chứng kiến. Ây, vậy đúng là rồi, em đi đúng rồi. Đúng rồi, bà uống. Bà uống đi, bà đi. Trời ơi, chúng tôi đều có nha. Để tôi miêu tả lại cái quần trong của Canh Hy cho mọi người. Đó là cái viền thì màu xanh navy, cái nờ thì màu baby blue. Còn có họa tiết là trứng chiên. Trứng chiên, trứng rán nha
mọi người đó là trời ơi, tôi không ngờ là một anh diễn viên đẹp trai được nhiều bạn nữ mê lại mặc một cái quần mà hết la. Trời ơi, nào mấy bạn coi clip á, bất ngờ chứ mà dạ. Cũng không ngờ là mình mới coi quần trong Bugatti trong cái video như thế này. Rồi, đừng có mệt tôi đang. Rồi, để tôi bóc nha. Rồi, lên. Ai có mối tình dài nhất thì uống. Số 5, số 5 sẽ bằng số ly. 1, 2, 3. Thứ 2 vậy? 2 à mà 2 là tôi ăn về rồi chứ có 5 rưỡi à. Vậy là số 5 bằng số ly. Uống 3 ly. Wow, 3 ly. Chị uống 1 ly 2. Chị uống 1 lần là bằng 3 lượt luôn của tụi em luôn. Giúp chị về. Uống gì mối tình 3 năm. Nó không biết là mối tình này nó có cái gì ấn tượng không mà để phải uống 3 ly. Gì vậy? Ờ thì đó cũng là kiểu mối tình dài nhất á mọi người. Người ta kêu là nếu học đại học mà không có hẹn hò là một thời đại học thất bại. Thì tôi cũng đã từng hẹn hò. Là 3 năm đó của chị là lúc đại học hả? Lúc đại học, gần cuối đại học và đến khi là vào external. Hình như một thời gian xong rồi chia tay. Nghĩa là vào external ai đang yêu là chia tay với mọi người. Thôi vậy cũng đáng rồi, 3 năm 3 ly cũng sâu đậm. Thấy không? Không có phí thời đại học, sinh viên rồi đó. Ê nhưng nói nè, tự nhiên cái một lần uống 3 ly á, xong rồi nãy giờ uống nhậu cũng hơi căng á mọi người. Nóng ruột nóng gan bắt đầu nóng rồi đó. Nóng ruột nóng gan mới trong rồi đó. Em cũng vậy nè, uống không được nhiều mọi người bắt uống nhiều em sợ lát hồi giờ là bụng em đánh trống. Có không? Nè, hai đứa tôi uống quá trời mà đâu bị làm sao đâu. Không biết nữa. Không làm sao hết trơn á. Mọi người quá dở. Đi nhậu chuyên nghiệp là phải có bảo bối. Chính xác. Mấy ông vi sinh 4 tỷ bảo tử Bacillus Lausi. Nè, mỗi người một ống đi. Ờ cho miếng đi cho nó. Một ống thôi là cái này bao do em? Là không có đánh trống đùng đùng đùng. À cái này cái bữa chị đưa em đúng không? Đúng rồi nó đấy. Vậy mà giờ bà quên. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 ô. Ê, cái này á nhỏ gọn nha, dễ uống, dễ mang theo nhưng mà cũng dễ quên á. Nhiều khi đi nhậu đột xuất cái quên. Hey, nhưng mà nhỏ gọn vậy thôi nhưng đây là một thương hiệu uy tín của châu Âu và đặc biệt là được các bác sĩ khuyên dùng luôn. Ủa biết xong đem theo. Biết xong đem theo và kêu nóng ruột. Nó cái dạng luôn, nó cái dạng sẽ quên xíu vậy mà. Quên thì ta nhà thuốc không quên, nhà thuốc nào mà chả có. Có mà bà cố tình quên để uống kéo của bà Linh mà tôi vậy. Ai biết gì đâu. Tôi đâu biết, tôi đâu biết gì. Thôi chơi tiếp đi, tiếp đi. Thôi vòng 2, vòng 2, vòng 2. Ok, vui nha. Nói chung là đã có bảo bối rồi. Uống một cái là êm bụng liền. Thoải mái chơi tố luôn nha. Nói chuyện hai môi không chạm nhau trong 3 phút, ai thua thì uống. Tức là có cả mọi người luôn á, trong vòng 3 phút nói chuyện không được căng. Vậy chạm mặt. Vậy là camera check nha. Đó, nói chung là như vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói như thế này thôi á. Là mẫu hình giờ chúng em hút nha. Ủa, có những chữ hình như nó không cần. Gì vậy? Rồi bà dính rồi đó bà, uống đi bà. Xong kết game. Dạ. Kết game. Kết game. Game 3 phút mà chơi 30 giây à. Uống luôn em. Nhiều quá rồi. Uống 2 ly đi, đủ buồn cho đi đủ. Ok, vô nha. Chúc mừng bà, cảm ơn bà đã khiến cho video này mất dài. Cả bàn cúi đầu đếm 3, 2, 1, mọi người sẽ ngẩng đầu nhìn một người bất kỳ nha. Hai người nhìn nhau thì uống. Vô vô nha. Hai người nhìn nhau bất kỳ phải không? Ừ. Tôi chắc nha. Sao sao tôi nghĩ cặp đôi đúng không ạ? Ừ, tôi nghĩ OTB quá. 1, 2, 3. Lại nha. Lại thêm mới được lại tiếp. Lại thêm mới được nữa. Tiếp. 1 2 3. Sao sao tôi nghĩ là đôi đúng không ạ? Tôi nghĩ OTB quá. Trời ơi. Hai bà nhìn đây. Em nhìn chị Châu Lan. Ủa vậy hả? Thấy chưa là bà nó hướng về một hướng. Ok vô. Vô nha bà già. 1 2 3 vô. Vô ơi mình uống kiểu rượu hợp cẩn đi chị. À không, chê. Chê 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 chê. Trời ơi, giận cái phía chị ơi, giận cái phía ế. Giận cái phía ế đó. Rồi. Quá dữ. Vô nha em. Rồi. Ai mà chơi thêm đi, chơi thêm đang vui á, đang vui á. Chơi thêm đi cho Nhi Tâm. Nhi Tâm mất rồi. Cái canh huyết nó rất là hợp để trong những buổi nhậu luôn tại cái nước. Thơm vào má người bên trái mà uống hay thiệt. Bên phải có người. Sao mà sướng vậy bà? Ờ em uống mấy nữa bên phải có người. Đương nhiên là tôi mới thơm. Sợ quá sợ. Giọt nước mắt bay. Rồi tôi là người anh hay bắt kết sầu người cuối cùng nha. Nhảy một điều nhảy sexy hoặc uống.
giữa đường nha, giữa đường. Không lẽ bây giờ hồi nãy là tôi chỉ có mèo với mèo giữa đường thôi, bây giờ bà ra giữa đường luôn, bà đặt chia tôi, bà đặt không quen biết sexy dance nha. Em đều nhảy gì sexy ta? Mấy cái mà hút tóc, lắc đít, hút tóc, lắc đít lắc eo ra. Rồi xin mời. Mời bạn. Hot boy Hà Nội. Số khẩu này là của anh thôi. Trời ơi. Nâng ly lên để chúc mừng cho sự can đảm của anh. 1, 2, 3, vô. Uống hết luôn. Rồi, và chúng ta cái ly rượu cuối cùng này cũng đã kết thúc cái số quán nhậu của mình ngày hôm nay. Không biết là các bạn có cảm thấy hứng thú với bọn mình trong cái số này hôm nay không? Và nếu bạn nào có một quán nhậu nào muốn gợi ý bọn mình có thể comment để chúng tôi cho mình biết. Không biết các bạn này xem tập này có vui không? Game vui nha, vui thì vui nha, nhưng mà uống hơi nhiều nha. Hơi nhiều hả? Nếu mà uống hơi nhiều vậy thì đừng quên mang ống vi sinh 4 tỷ vào tặng bà sẽ kết lao xi để cho một chiếc cũng khỏe không dán đoạn cuộc vui. Chính xác. Vậy thôi, video của tụi mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe cho hôm nay gì. Men ống vi sinh Enterotermina tích hợp cho người lớn, bổ sung đến 4 tỷ bào tử Bacillus lausi, điều trị và phòng ngừa rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột. Enterotermina, men ống vi sinh cho đường ruột khỏe. Công dụng Enterotermina khi dưỡng với thành phần của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.